Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì Lộc sẽ xây một cái trang trại nha các bạn ơi. Và trước tiên ấy thì Lộc sẽ cho các bạn xem cách trồng nấm nha. Đấy, các bạn đặt nấm ở trên cái đất đất gì bô rồi với các bạn à. Và dùng bột xương ấy để cho nó lớn lên. Ồ, ba cái không đủ rồi. Phải đổi cái thêm tí các bạn. Coi. Nó các bạn chỉ là như vậy thì có thể farm được rất là nhiều luôn các bạn à, chỉ cần có bột xương thôi. Ok, mình có thể dùng cái cúp mềm mại này để lấy cái block này đó các bạn. Đó. À, cái block này mình thấy nó khá là đẹp này, để làm phần tường hoặc là phần sàn thì cũng ok lắm đó các bạn. Ok, giờ mình sẽ lấy hết cái nấm này nha. Hay chưa? Cái này thì chắc mình đập cái đi tại vì phần này mình không cần các bạn. Đấy. Rồi, vậy là ổn. Và cái này cũng có thể áp dụng để xây ngôi nhà khởi đầu luôn nha bạn ơi. Tại vì mình có thể dùng bột xương ấy để bón cho cây nấm lớn lên, rồi mình làm một ngôi nhà nấm nhỏ nhỏ để mình qua qua đêm đầu tiên trong Minecraft ấy. À, khá là thích hợp luôn. Ok, giờ mình sẽ lấy hết cái chỗ này trước đã bạn. Rồi mình tiêu diệt cái bọn kẻ cướp dân làng kìa. Spawn trong cái chuồng cừu mình luôn. Rồi. Ok, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt bọn kẻ cướp dân làng ở trong chuồng cừu mình nha. Chả hiểu sao lại spawn. Ui, spawn trong cái chuồng cừu mình kìa. Ủa dạ. Ui, bắn gì cũng được đó à. Ui, căng 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 nha. Ủa dạ. Ui, hôm nay cầm ghiều đấy các bạn à. Ui, hôm bữa mình chiến đấu bên ngôi làng ấy thì cái anh này không có cầm đâu, không cầm vũ khí các bạn ơi. Ui, hôm nay cầm ghiều ghê quá. Cầm ghiều hả? Cầm ghiều. Mình đúng ngày mình đánh vô các bạn. Ui ui. Ui ui. Ờ, lợi gần đi. Lợi gần đi. Dạ. Ui dạ. What? À, kiểu như mình đập vào lóc cái mũi tên này sẽ găm xuống nữa các bạn ơi. Wow, mình mới biết luôn ấy. Hay nha. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm ít cái vật liệu để chúng ta cùng xây cái trang trại nha các bạn. Ok, cảm ơn. Hiện tại thì mình đang hết thức ăn cho nên mình phải nung cái khoai tây để làm khoai tây bỏ lò để ăn đó các bạn à. Đó, đây là cái lò nung siêu tốc này. Dùng để nấu thức ăn các bạn, nấu rất là nhanh luôn. Đó, mới đây mình có hai củ khoai ăn rồi này. Đó, nhâm 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 nhâm. Nói chung cái khoai tây bỏ lò ăn cũng ok lắm các bạn ơi. Tại vì mình vừa có thể lấy được nhiều ấy, tại vì khoai tây thì nó mọc lớn lên khá là nhanh luôn. Đó, cho nên có nguồn thức ăn cũng ổn định đấy. Ok, cảm ơn. Mình vừa đào một ít đất từ bên đây để lắp qua bên kia các bạn, để mình có nhiều không gian để xây dựng hơn ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xây nha. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần trụ này. Phần trụ thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ đặt ở đây trước đi. Đó. À, mỗi cái chỗ nuôi ấy thì mình sẽ đặt tầm 3 ô đi, 1 2 3. Đó, làm không cần quá lớn đâu các bạn à. À, 1 2 3 rồi. Cũng cũng như là một ô vuông luôn á. Đó, cái này là 1 2 3 đủ này. Đường đi chắc cũng 3 ô luôn nha các bạn. 1 2 3 tiếp tục là trụ. Ồ, có vẻ hơi thiếu đất các ông ơi, chắc mình phải lắp thêm ấy. Không sao đâu, giờ mình làm phần trụ trước đi. Rồi, 1 2 3, ở đây một cục đất và cái trụ. Đó. Ở đây và ở đây. Đấy. Ở giữa một bao hay 5 ô ta. Ok, tạm thời đường đi thì chắc 3 ô thôi các bạn à. Nếu mình thấy nhỏ thì mình sẽ mở rộng ra sau nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt qua đây tiếp là 3 ô. Cứ cách 3 ô rồi mình đặt một cái trụ nha bạn. 1 2 3. Rồi, đặt ở đây. Đấy. Như vậy thì mình có thể có tới 6 ô luôn các bạn à. Và ở hai bên này mình sẽ mở rộng ra để cũng như nuôi thêm ấy. Đó, cho nên không sợ chặt đâu các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt xuống đây một cái trụ này. Ở đây và ở đây. Đó. Chờ để mình xem nào. Cũng ổn ấy. Ok, giờ mình sẽ cái này lên tầm 3 ô nha các bạn. Đó, 2 3 2 3 và 2 3. Đấy, còn cái này thì sẽ lên cái này 3 gì, cái này 7 ô đi. Cái này là 3 đúng không rồi? 4 5 6 7. Đó, nó sẽ cao hơn cái chỗ bên kia nha các bạn. Rồi, đi xuống. Tương tự với mấy cái trụ còn lại luôn nha. Làm đối xứng hai bên luôn nha các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ hoàn thành nốt phần trụ trước nha. Ok, cảm ơn. Mình đã xong phần trụ này. Đó, cũng không quá nhỏ hả các bạn. Cái này mình nghĩ là vừa đấy. Sau này mình sẽ mở rộng hai bên sau. Rồi, bây giờ mình nghĩ sẽ lên cái này chắc đặt một cái trụ ngang nha các bạn.
là cái trụ bên hông ấy là sẽ 4 ô nha. Ồ, nãy mình tính hơi thiếu. Đấy, nó sẽ như vậy này. Wow. Rồi, làm tương tự với mấy cái trụ còn lại luôn nha bạn. Ok cảm ơn. Sau khi các bạn nói mấy phần trụ lại thì chúng ta sẽ đặt mấy cái hàng rào giật vào nha. Đấy, hiện tại thì mình dùng cái hàng rào gỗ vân sam, và tại vì mình có khá là nhiều cái hàng rào gỗ vân sam các bạn cho nên sử dụng cho nó tiết kiệm ấy. Ok giờ mình sẽ đặt hết luôn nha. Cái này là đường đi chắc mình không ốp lại đâu bạn. Đấy, mình sẽ đặt ngay đây, ở đây và ở đây. À, vậy là xong rồi. Đấy, rất là đơn giản luôn. Bây giờ tới phần máy nha. Phần máy thì mình sẽ viền bằng cái đá cuội các bạn ơi. Mình sẽ đổi thành mấy cái đá cuội để mình viền ngay, chứ một một gỗ không thì nó sẽ kiểu nhìn không có đẹp ấy các bạn à. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi ra một ít slab cái đã. Slab mình sẽ dùng slab đá này. Ok giờ mình sẽ lấy theo các bạn chế tạo đã. ha, mình có cái dàn giáo mà bây giờ mình sẽ lấy ra để sử dụng luôn nha các bạn. Tại vì phiên bản này nó update thêm cái dàn giáo ấy giúp chúng ta có thể leo trèo trong việc xây dựng trở nên dễ dàng hơn các bạn ơi, cho nên bây giờ mình sẽ lấy một vài cái đem ra và sử dụng nha. Ok, giờ mình sẽ lấy rồi ra ngoài tiếp tục xây thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt dàn giáo và đi lên xây dựng nha các bạn. Đó. Chỉ cần nhảy lên thôi. Đó, rất là đơn giản luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm phần mái nha. Phần mái thì mình sẽ viền bằng đá cuội các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đặt như vậy này. Đó, tiếp theo là slab ở phía trên cái cầu thang nha các bạn. Đó, cứ vậy mà nói tới cái trụ này thôi. Đó, như vậy là bằng cái trụ phải không? Các bạn làm tương tự với mặt bên kia nha. Còn này thì mình sẽ viền ra sao luôn đó các bạn. Mình sẽ chế tạo thêm một ít cái cầu thang nữa đó. Rồi, giờ mình sẽ viền làm bằng viền trước nha. Ui da. Rồi, hẹn gặp lại các bạn mình xong bằng viền nha. Ok, cảm ơn mình đã viền xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ kéo cái này lên thêm cái này là 7 đúng không? 7 thì mình sẽ lên tầm 11 thì nó có cao quá không ta? 7 chắc lên tầm 2 ô nữa đi các bạn ơi, để xem coi nó được chưa nha. 2 ô nữa thì nó cũng hơi thấp này. Vậy là cần phải Ok, giờ mình sẽ ốp phần máy trước đi các bạn, rồi việc lên bao nhiêu ô để tính sau nha. Giờ mình sẽ ốp phần máy lại bằng cái gỗ gì ta, gỗ sồi nha. Ok, giờ mình sẽ ốp bằng gỗ sồi nha các bạn, tại vì mình cũng có một ít gỗ sồi này. Mình sẽ đổi ra cái phiến đi để cho nó tiết kiệm ấy các bạn. Rồi, vừa kết hợp phiến và cái slab luôn ấy. Cái này là ốp phiến này. Còn mấy cái ô này ấy thì mình có thể đặt full block thì mình đặt block cho nó nhanh đấy các bạn ơi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mình ốp xong cái phần máy hai bên nha. Ok các bạn, mình đã ốp xong phần máy rồi này, máy hai bên chứ. Đó. Tạm thời mình sẽ đập cái này ra đi để dễ nhìn đấy các bạn. Ui da. Nó cũng như tre các bạn ơi, đập một phát là nó rớt xuống hết luôn ấy. Wow. Như vậy thì mình vậy nghĩ như vậy cũng ổn nữa các bạn. Để mình đếm coi, cái này là 1 2 3 4. Vậy là trên cũng phải 4 ô mới đồng đều á các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt cái dàn giáo lên tiếp này. Ui da. Đó. Cái này là 1 2 3 4 rồi. Giờ mình sẽ lên thêm 1 ô nữa rồi. Ui da. Rồi mình sẽ kéo cái trụ ngang nha các bạn. Đó. Ui. Ủa, giờ sao? À, ở dưới đặt lóc mới được các bạn. Rồi. Cái dàn giáo này lúc đầu sử dụng mình cũng thấy hơi khó khăn các bạn ơi, kiểu như không quen ấy. Ui da. À, cái này là để mở ra hai bên này. Giờ mình sẽ nối ngang nha. Rồi, các bạn làm tương tự ở mặt sau luôn nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm bằng mái trên nữa nha. Và ở đây này mình sẽ đặt một cái cửa sổ nhỏ các bạn để nhìn ra ngoài các bạn. Tại ở trên mình muốn làm một cái gác nhỏ nhỏ ấy để đựng mấy cái kiện rơm các kiểu đồ. Đó, bây giờ mình sẽ dùng dàn giáo chứ không đặt block như trước nữa. Giờ có dàn giáo thì khá là tiện luôn các bạn ơi. À mà quên, nó phải đặt cao cao cái đó. Đó. Rồi. Tại đây thì mình sẽ đi ngang này. Đấy. Đặt một block ở đây để mình có thể bước lên đó các bạn. Đó. Tại đây thì mình sẽ đặt một cái cầu thang đi, cầu thang đá các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái cúp đào ra đó. Đặt cứ đặt sai hoài à. Mình sẽ đặt ngay tại đây này. Đấy. Ui, giờ mình sẽ đi qua. Ui da. Ui, đặt thêm một cái nữa đi. Đó. Để mình xem nào có ổn không ta. Ui da, da. Ui, bị kẹt à. À, được rồi này. Đó, tiếp theo mình sẽ úp ngược lại. Cái này chắc là máy, máy hơi cong cong đi các bạn ơi. Sẽ đặt cái này vô. Đó. Ở đây, rồi, ở đây là giữa này. Đấy. Làm tương tự với phần, ui da, làm tương tự với phần bên đây luôn nha.
Đấy, đặt ở ui, đặt ngược lại. Ở đây và ở trên đây. Đấy. Rồi, đi lên coi. Ba cua này. Và đặt cái mấy cái slab là lên là được các bạn. Đấy, vậy là xong rồi. Khá là đơn giản luôn. Để mình xuống dưới rồi cho bạn xem coi có ổn không nha. Đó. Ui da. Rồi. Đấy, cái nông trại sẽ như vậy nhé bạn, cái trang trại chứ. Đó. Nếu các bạn thấy cái trang trại này không ổn chỗ nào ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Nếu hợp lý thì Lộc sẽ sửa ở tập sau các bạn ạ. Tại Lộc xây cũng không được pro cho lắm ấy. Lộc nước lắm. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái dàn giáo này lại rồi hoàn thành nốt phần máy luôn nha các bạn. Ok, cảm ơn. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành cái trang trại của mình rồi. Ở trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ dẫn cừu và bò vào lại nha các bạn. Còn bây giờ thì mình phải cắm đuốc lên đây để cho nó đừng có spawn quái các bạn à. Rồi, ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào ngủ rồi bắt đầu công việc tiếp theo nha các bạn. Ở tập trước thì mình có tìm được một cái đá mài từ chỗ ông dân làng các bạn à. Cho nên bây giờ mình sẽ dùng cái đá mài này theo hướng dẫn của các bạn là để tách cái dòng enchant này. Giờ mình sẽ lấy cây cúp mà bữa hổm mình enchant nhầm qua nè. À, đây cây cấp hiệu suất 1 các bạn, mình sẽ gỡ cái dòng hiệu suất của nó ra nha. Đó, mình sẽ còn cây cấp bình thường nữa các bạn. Mình nhận được một ít kinh nghiệm và nó có cái âm thanh khi mình lấy ra các bạn ơi. Cái này cũng phải cẩn thận nha, tại vì nếu như mình đặt như vậy nè mà mình lấy ra là mình sẽ mất luôn cái cấp mềm mại của mình luôn ấy, cho nên các bạn lưu ý nha. Và như để vô đây thì nó sẽ sửa lại hay sao các bạn à? Phải không? Hay là phải để như vậy? À, ghép hai cây lại đã được các bạn à. Hay đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ hiện tại thì mình chưa đủ kinh nghiệm để enchant nữa các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ qua bên kia ấy để xem coi nó được cái dòng gì nha. Mình sẽ lấy Luli này. Rồi, đi qua bển thôi. Oh my gosh. Mấy tên kẻ cướp dân làng lại quay lại nè các bạn ơi. Hiện tại mình giáp mình gần hư ấy, cho nên cũng phải cẩn thận ấy các bạn à. Còn hai tên cuối cùng. Lần này không có mấy mấy con trâu các bạn ơi. Mấy con trâu hình như là trong cái gì ta, cái đó là cái cuộc xâm lăng mới có hay sao ấy. Giờ mình sẽ để vô coi được cái dòng gì nha. Gia tài 2. Mà cũng không ok cho lắm, mình muốn gia tài 3 các bạn ơi. Tại vì gia tài 3 mình sẽ được nhiều nhất lượng kim cương mà mình có thể đào ra được trong một lần ấy, hình như là 4 viên hay sao ấy. Cái này là nhặt hai này. Wow, cũng ok lắm các bạn ơi. Ok, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trang trí cái chỗ sống của mấy bé gấu panda nha. Tại vì hôm ra mình ít vào thăm mấy bé gấu nữa, cho nên hôm nay mình sẽ trồng thêm ít cây nấm ấy ở bên trong này để cho nó kiểu như nhiều cái màu sắc hơn. Mà hình như nấm trồng trên đây không được, cái mơ đất này hình như trồng không được này. Cho nên mình phải lấy cái đất mà bô rồ với các bạn, đất mà khi mình trồng cái cây gỗ băng sam nó gai. Ở bên đây thì có rất là nhiều luôn này, mình có cây cúp mềm mại cho nên mình có thể lấy đất qua bển để trồng mấy bạn. Rồi giờ lấy một ít cục đi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt xuống nha, cho bột xương lên là nó sẽ lớn nha bạn. Cái này kiểu như nó nhỏ quá, diện tích nó nhỏ quá hay sao các mơ, cho nên nó không mọc được này. Căng nha. Để mình xem coi chỗ nào trống trống của mình đặt xuống nè. Rồi, ok. Mình đã có cây nấm trong cái vườn gấu panda này. Đó. Ở đây cái này thì không thích hợp để làm nhà cho lắm các bạn ơi. Vậy mình sẽ lấy thêm một cục đất đi, rồi mình sẽ tìm một cái khu nào thích hợp ấy, mình sẽ làm một ngôi nhà nấm luôn nha bạn. Hoặc là mình có thể làm bên đây luôn này. Đó, làm bên đây một ngôi nhà nấm luôn á bạn. Cũng hợp lý đấy. Để lâu lâu kiểu như mình qua đây chơi các bạn, còn có chỗ để mà ngủ qua đêm ấy. Rồi mình sẽ tìm chỗ nào đi ta. Mình nghĩ sẽ làm nó cạnh bờ sông đấy các bạn. Ở đây có cây nấm luôn này. Nhầm. Cái bông hoa mình nhìn cứ tưởng cây nấm các bạn ơi. Rồi. Mình sẽ dọn bớt tre đi nha. Đấy. Trời. Wow, chặt một cái nó lát máy luôn các bạn ơi. Kiểu như nó rớt nhiều quá ấy. Đó. Ok, nếu có lát các bạn thông cảm giúp mình nha. Chặt một cái nó rơi nhiều quá trời luôn á các bạn.
Ok, cảm ơn. Xong hồi quyết định thì mình sẽ tự xây một ngôi nhà nấm nha, chứ không có dùng cách trồng cây nấm rồi làm nhà trong đó nha bạn. Tại vì cây nấm khi mình trồng ấy thì nó hơi cao các bạn ạ, khó để xây dựng ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ tự xây nha. Và mình sẽ làm ngôi nhà tầm 3x3 đi các bạn. Ở diện tích bên trong là 3x3 ấy. Ok, giờ mình sẽ ốp qua ba ô trước rồi đã. Đó. Cái này thì mình sẽ tựa vào cái gò đất này cũng được này. Mình thấy cái gò đất này cũng khá thích hợp đấy các bạn. Rồi, ở đây là 1 2 3. 1 2 3 và 1 2 3. Ồ, cái này là cái cửa này. Đó, tiếp theo là ở đây một cái cửa sổ nha bạn. Rồi. Ốp ở đây. Đấy. 1 2 1 2 và cửa sổ. Rồi. Ổn chứ ta? Ồ, ok, mình thấy cũng ổn rồi đấy. Ở bên trong thì mình sẽ có nên làm phần mái không các bạn? Để mình nghiên cứu cách làm phần mái cái đã, tại vì mái nhà nấm mà không biết làm sao cho nó đẹp ấy. Hay là mình dùng gỗ gừng các bạn. Ok, chắc mình sẽ dùng gỗ gừng để làm phần mái nha, tại đó giờ mình chưa có dùng gỗ gừng để làm mái lần nào hết. Ok, lần này mình sẽ thử luôn. Rồi, thì mình sẽ đổi ra slab đi. Tại vì gỗ gừng để nguyên các bạn thì nó hơi xấu ấy. Đấy, thành ra mình sẽ dùng slab nha. À, giờ đặt block lên cái đã. Slab này. Đó. Ok, cảm ơn. Mình đã làm xong phòng máy rồi này. À, ngôi nhà rất là nhỏ luôn các bạn. Nhưng mà mình thấy cũng ok lắm ấy. Rồi, ở đây mình sẽ nếu có cái đá phát sáng các bạn, mình sẽ đặt ở đây nè, sẽ rất là đẹp luôn. Rồi, ở đây mình sẽ lấy một ít kính của mình đặt vô làm cửa sổ nha bạn. À, nhà đã có cửa sổ các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một ít cái đèn lồng nha, một cái thôi cũng được nữa. Lúc đầu ấy thì mình định dùng cái đá phát sáng các bạn, nhưng mà mình nghĩ rồi phiên bản mới ấy, thì mình nên dùng đèn lồng thì nó sẽ hay hơn. Đó, như vậy là xong rồi. Ngôi nhà rất là nhỏ nhắn luôn các bạn. Nếu các bạn nào mới bắt đầu ấy thì có thể lấy nấm ấy, lấy một cây nấm nào bất kỳ rồi mình làm một ngôi nhà giống như vậy nè các bạn, để sinh tồn qua đêm cũng khá là hay ấy. Và bây giờ mình sẽ tìm cách để kiểu như trang trí cái đường đi vào các bạn à. Ở đây chắc mình sẽ dùng slab đi. Được không ta? Cái này chắc mình sẽ ốp thêm đi. Đấy. Rồi mình sẽ đặt một ít slab này, kiểu như cái đường đi lên đó các bạn. Đó. Ok, mình đã làm xong cái phần sàn rồi này. À. Rồi, vậy là xong rồi đấy. Cái phần sàn thì mình dùng cái block nấm đỏ luôn các bạn, nhưng mà mình kiểu như mình đập xong rồi mình đặt lại thì nó sẽ như vậy các bạn, nó thành cái block này đó. Rồi, vậy là xong rồi. Ở phía trong thì mình sẽ trang trí bằng một cái giường này và một cái bàn chế tạo. Ok, giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo luôn. Đó, một cái bàn chế tạo đặt ngay tại đây. Ok, giờ mình sẽ về mình cắt len đây rồi mình làm một cái giường đặt vào phía trong đó nha các bạn. Ok, mình đã có đủ len để làm cái giường rồi. Cắt một lần ra ba len đó các bạn, khá là may mắn luôn. Và bây giờ mình sẽ làm một cái giường ấy để đặt phía trong cái ngôi nhà nấm của mình nha. Ngôi nhà này khá là đơn giản nhưng mà mình rất là thích luôn á bạn ơi. Giờ mình sẽ nhầm nhầm nhầm. Mình sẽ grab một cái giường này. Mình thiếu gỗ rồi, mình phải lấy một ít gỗ này. Đó, rồi làm một cái giường. Mình sẽ đổi cái giường thành màu xanh đi các bạn à. Tại vì mình không thích dùng màu trắng cho lắm ấy. Rồi, có dùng màu xanh luôn. Về cái này chắc mình sẽ đem qua bên kia đây để trang trí các bạn. Một cái giường đúng không, đặt ngay tại nằm ngang nha các bạn. Đó. Rồi ở đây mình sẽ làm một ít cái rương luôn để có cái mà mình chứa đồ các bạn. Đấy, ở đây một cái rương này. Rương mình sẽ đặt ngay tại đây. Và bên đây thì mình sẽ làm một cái lò nung. Ủa, mình quên làm lò nung rồi. Thôi kệ đi các bạn à. Giờ mình sẽ đặt cái này ở phía trước các bạn. Nó ồ không, đặt ngay đây mới đúng. Hoặc trong góc cũng được. Đấy, đặt trong góc đi. Đấy, vào bên đây. Đó, để bảo vệ mình thôi các bạn ơi. Và mình cũng có thể đặt một ít mía đây nè các bạn để trang trí thêm ấy. Ok, cái đó thì để sau đây, bây giờ mình sẽ làm một cái cửa trước cái đã. Cái cửa thì mình sẽ dùng mình thiếu gỗ rồi, giờ mình sẽ lấy thêm ít gỗ cái đã. Mình sẽ dùng cái cửa gỗ gừng luôn nha các bạn. Tại đó giờ mình đâu có làm cửa bằng gỗ gừng bao giờ hết. Giờ mình sẽ thử làm cái cửa gỗ gừng coi nó có đẹp không nha. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo cái cửa gỗ gừng là cửa gỗ gừng đúng không? Đó. Rồi. Wow, cái cửa gỗ gừng cũng khá đẹp nè các bạn. Wow. Nó có thể nhìn xuyên qua này giống như cái cửa gỗ sồi các bạn. Wow, mấy cửa này mình khá thích luôn.
Vậy là xong cái nhà nấm của mình rồi. Đó, khá là đơn giản luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái đèn lồng các bạn, để đặt ở phía trước đây. Đó, tại vì phía trước cũng cần ánh sáng nữa. Đó, mình sẽ đặt ngay tại đây. Ui, đặt không được à? Ồ, ở phía trước đặt không được các bạn ơi. Ok, mình có cách rồi. Mình sẽ đập cái này ra đi. Đấy, mình sẽ đặt cái đèn lồng ngay tại đây. Đặt trên block tre cũng không được luôn. Khó nhờ. Hay là mình sẽ làm một cái hàng rào ta. Ok, để mình thử làm một cái hàng rào các bạn. Đấy, vứt cái hạt giống ra đi. Để mình đặt cái đèn lồng ấy các bạn. Mình sẽ đặt ngay tại đây đi, cặp máy xong luôn các bạn ơi. Đặt ngay đây. Búp. Yeah. Khá đẹp luôn này. Ở đây thì mình có thể làm một cái chỗ để đi ra câu cá các bạn ơi. Mình sẽ đặt cái slab này. Đó, sẵn tiện còn ít cái slab các bạn dùng luôn. Rồi, đập cái này ra nè. Cái này đặt sai á các bạn. Rồi, ấp ra. Đấy, từ đây mà mình có thể đi ra đây câu cá mỗi buổi tối này. Đó, rất là hợp lý luôn. Làm 3x3 nha. Ok, chắc mình sẽ làm cái đường 3x3 các bạn. Đấy. Rồi, sẽ đặt ngay tại đây. Đó. Yeah. Rồi ổn rồi đấy. 1, 2, 3. Và đây. Đó, ở đây ấp lại. Rồi, thế là xong rồi. Ở đây mình có thể làm một ít cái thuyền các bạn. Để mình thử làm một cái thuyền luôn nha. Thuyền mình dùng thuyền gỗ gừng luôn. Đó, dùng hết mấy cái vật liệu gỗ bằng gỗ gừng hết các bạn. Đó. Ở đây thì đặt một cái hàng rào này. Hàng rào. Nhầm. Đặt ở đây nè. Đó. Rồi, như vậy là xong rồi đấy. Wow, vừa có ngôi nhà để mình ngủ qua đêm nè các bạn, vừa có chỗ để câu cá luôn, quá là tuyệt vời. Yeah, ở đây mình chỉ cần còn thiếu một cái lò hun khói các bạn. Đấy, ở đây mình sẽ đặt một cái lò hun khói này và một ít cái bức tranh là xong rồi. Đó. Ok, bây giờ chắc mình sẽ cắt đồ và làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái bản đồ kho báu này nha. Hôm bữa mình tìm được từ khu biển ở hướng bên đây nè các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi về hướng cái này là hướng bắc nha các bạn. Hướng bắc đúng không? Hướng bắc. Ok, đi về hướng này nè các bạn ơi. Khá là xa chỗ mình luôn. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu đi thẳng về hướng này nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình lại gần cái kho báu nha. Các bạn ơi, mình vừa tìm được một cái đền trong rừng nè các bạn. Wow, may mắn thật ấy. Rồi ok, giờ mình sẽ bước vào để khám phá luôn nha. Không ngờ lại tìm được cái ngôi đền này luôn đó các bạn. Chắc mình sẽ cắm đuốc lên đây nè, tại vì trong đây khá là tối này. Đó. Cái này phải giải mã nữa này. Đó. Ở đây có cái bít tông nè các bạn. Vậy là mình phải gạt cái này xuống. Xong gạt này lên. Đấy. Chưa mở nữa. Cái này thì sao? Gì được cái này? Đó. Còn một cái nữa thôi. Vậy là gạt cái này xuống hay sao nè các bạn? Đúng không? Nó được cái này. Yeah. Hay kim cương. Yeah. Không ngờ lại tìm được kim cương luôn các bạn ơi. Quá là may mắn luôn. Rồi, giờ mình sẽ lấy mấy cái đồ trong đây nha. Tại vì trong đây nó có cái bít tông dính đó các bạn. Cái đó thì khá là hiếm luôn. Tại vì cần phải có slime mới lấy được bít tông dính này. Đó. Rồi. Đấy, vô tình làm được thêm 2 viên kim cương các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi lên này. Wow. Ở đây thì như có 7 nữa này. Ở đây nè các bạn. Đó, nguy hiểm chưa? Các bạn lưu ý nha, vô đây có 7 nha, phải lấy mấy cái 7 ra trước nha các bạn. Lấy mũi tên này. Đó, mình sẽ lấy cái mũi tên này luôn. Đập ra. Đó, nó sẽ không bắn mình nữa ấy. Rồi, giờ mình sẽ lấy mấy cái mớ redstone này về luôn đó đã. Yay, được 4 kim cương luôn. Mình đi một xíu là tìm được kim cương rồi các bạn. Đấy, rồi giờ mình sẽ lấy cái máy này về luôn đó các bạn ơi. Rồi, lấy cái rương luôn. Đấy, lấy hết. Rồi, giờ đi tiếp nha. Bây giờ thì mình cũng khá là gần cái kho báu nè các bạn. Đây là tọa độ của cái ngôi đền nha. Bạn nào cần thì có thể lại đây để lấy 4 viên kim cương nha. Wow, gần dùng miếng ấm luôn các bạn ơi. Vậy là mình phải đi lùi lại xíu. Rồi, giờ sẽ đi thẳng về hướng bên đây nha. Mình cần lấy một ít gỗ để làm cái thuyền ấy các bạn à. Tại hiện tại mình quên đem theo gỗ ấy. Đó, thành ra phải làm một cái thuyền gấp đi. Rồi, chỉ tầm cái thuyền gỗ xoài nào. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau ra khơi nha.
Cái này đi cũng không xa đâu các bạn à, cũng gần tới rồi đấy. Dùng miếng ấm đẹp chưa kìa. Mình khá là thích cái màu nước biển ấm đó các bạn, tại vì nó hơi xanh nhạt này, khá là thích luôn. Rồi giờ đi tiếp thôi. Chưa mở nữa. Cái này là về hướng đông đúng không? Đúng rồi này, cái này là hướng đông nè các bạn. Wow. Để mình để coi coi có cái thuyền bị đắm nào không nha. Để mình tìm thêm mấy cái bản đồ ấy các bạn. Rồi. Chưa tới nữa. Có vẻ nó khá là xa chỗ mình đấy các bạn, chỗ mình tuốt đằng kia kìa. Đấy, mình đi qua tới bên đây luôn rồi. Đấy, nhưng mà nhờ chiếc này mình mới tìm thêm được 4 viên kim cương. Cũng khá hợp lý đấy. Rồi, đi tiếp thôi. Ok, cảm ơn, bản đồ nó đã mở rồi này. Đi tuốt rồi tới vùng biển này luôn này. Nó mới chịu mở các bạn. Tại vì hôm bữa mình tìm được cái bản đồ đâu quanh khu này này. Đấy, cho nên bây giờ phải bắt buộc lại đây các bạn. Rồi luôn, cái bản đồ này bị trùng các bạn à. Hôm bữa mình đào ngay đây rồi này. Lấy lộn bản đồ bị trùng rồi. Thiệt tình á. Cái bản đồ này bị trùng mà mình không hay. Mình cứ tưởng đây là cái bản đồ mới các bạn. Làm mất công chạy qua đây. Nhưng mà không sao đâu, mình tìm được 4 viên kim cương là vui rồi. Chứ được thêm 3 cái bít tông dính đấy các bạn. Đấy, cũng hợp lý đấy. Cái thuyền đó mình cũng lấy đồ rồi. Để mình đi xích qua đây coi. Wow, cái khu này ban ngày nhìn đẹp ghê luôn á các bạn. Mình khá thích mấy cái chỗ mà sa mạc mà gần biển như vậy này. Cái này gần biển ấm nữa chứ, cho nên nhìn màu nước khá đẹp luôn. Đấy, thì mình sẽ để đi qua đây cái các bạn. Có vẻ ở đây không có làng hay sao ấy. Đúng rồi các bạn ơi. Có làng kìa. Vậy ngôi làng mới nữa. Đấy. Ngôi làng này cũng khá là rộng các bạn. Có golem luôn kìa. Wow. Quên nữa. Chết rồi, mình có cái hiệu ứng gì ta? Điểm xấu hay gì các bạn à. Mình quên mình lại ngôi làng, giờ phải chiến đấu nữa rồi. Mong sao chiến này có golem ấy, cho nên mình cũng không lo lắm ấy các bạn ơi.